Thì em sẽ chia sẻ với cả nhà cái cách nấu đậu nha. Đậu này là đậu đỏ của Đà Lạt cả nhà. Đậu đỏ cả Lạt, Đà Lạt thì nó to ha. Đó thì cái này á, là em sử dụng cái này là 200 gram đậu đỏ. 200 gram đậu đỏ thì em sử dụng là 500 nước. 500 nước em bỏ vô và em nấu. Em nấu sôi trong vòng 5 phút. Nấu sôi 5 phút và em sẽ ngâm ngâm trong vòng 3 giờ đồng hồ nha cả nhà. Em ngâm cái đậu này 3 giờ đồng hồ và bây giờ em tiếp tục em nấu lần thứ hai. Ha, em tiếp tục em nấu lần thứ hai, em cho vô nồi. Và em sẽ đổ nước gấp đôi của cái đậu, có nghĩa này 200 gram đậu thì em sẽ sử dụng là 400 gram nước. 400 gram nước em bỏ vô đây và em nấu nha cả nhà. Trong khi nấu á, nó trong khi nấu cả nhà đừng đụng hay là lấy muỗng hay là cái gì hết. Đó, em sử dụng 400 gram nước. Em bỏ vô đây em nấu nha. Đó, thì bây giờ lúc mà em chưa bật bếp thì không sao, nhưng mà một khi em đã bật bếp rồi thì em bật bếp lên. Đó. Em bật bếp lên và em sẽ để như thế này thôi. Khi nào nó sôi lên, nếu như mà có bọt thì mình hớt cái bọt thôi. Chứ cả nhà đừng lấy cái muỗng hay cái giá cái đũa gì mà quậy cái đậu này nha, nó sẽ nát hết luôn. Ha, thì bây giờ em sẽ nấu cho sôi nha. Đó, mình nấu vậy nha cả nhà, mình nấu cho nó sôi luôn. Nó sôi vào cả nhà không có lụng, không có lấy cái gì đụng vô hết nha. Mình để sôi như thế này cho nó cạn xăm sắp mặt luôn nha cả nhà, cho nó cạn nước xăm sắp mặt luôn nha. Đó, đậu sau khi nấu lần thứ nhất và nó xăm sắp như thế này nha cả nhà. Lúc em nấu em không đụng gì hết vô trong đậu này hết nha. Em chỉ để nó sôi và nó cạn thôi nha. Và bây giờ em nấu tiếp lần hai nha. Lần hai em cũng đổ nước gấp đôi lượng đậu nha. Nước gấp đôi lượng đậu và em sẽ nấu. Nấu khi nào cạn thì thôi nha, giống như lần một nha. Cũng trong giai đoạn này nấu, nói chung là trong lúc nấu đậu cả nhà đừng lấy muỗng đụng vô đậu gì hết nha, cứ để nó tự nó sôi và tự nó cạn nha cả nhà. Đây là lần thứ hai nha cả nhà, lần thứ hai và nó nở ra, nó bung ra nè, nó tự bung ra ha, nó tự nứt. Có cái thì nó sẽ nứt ở giữa này, cái đậu này nó sẽ nứt bung ra ha. Và đây là lần thứ ba nha. Lần thứ ba em cũng cho nước luôn nha, em cho nước nhiều hơn cái gấp đôi của cái đậu và em nấu tiếp nha. Sau khi mà em nấu lần thứ ba rồi cả nhà, nó cạn lần thứ ba rồi thì trong cái giai đoạn này thì mình sẽ bỏ đường nha cả nhà. Mình sẽ bỏ đường vô để mà mình nấu. Đó thì giống như công thức á, công thức là 300 gram đậu thì mình sẽ cho là 500 nước. 500 nước và 100 gram đường vô ha và mình nấu. Đó thì cái này em cho em nấu có 200 thì em cho ít hơn lại. Đó cả nhà rồi mình gia giảm theo công thức nha. Cứ ba cần nấu lần thứ ba khi cạn rồi mình sẽ cho nước vô. Ha, cho nước vô và cho đường vô. Đó, cho đường vô luôn. Đó, cho nó sôi lên và nó cũng tự tan nha cả nhà. Nó tự tan rồi nó xâm sắp. Thì lúc này thì cả nhà muốn mình nấu cho nó có nước thì mình để nước. Còn mình muốn nấu cạn thì mình nấu cạn xuống nha. Nhưng mà mình đừng có quậy gì trong này hết nha cả nhà. Mình không có quậy nha. Đó. Đây là cái đậu này cả nhà. Cái đậu mà sau khi em nấu xong nha. Đó. Cả nhà nhìn xem coi cái đậu coi nó có bị nứt hay này kia không. Lúc mình nấu trong giai đoạn 2 thì mình thấy nó nứt ra đúng không cả nhà. Nhưng khi mà cả nhà mình nấu xong hết, bỏ đường rồi vô này kia hết thì thấy nó rất là ngon đúng không. Đó, đậu đỏ này của Đà Lạt nên nó to, rất là ngon. Thì để nấu đậu tất cả các loại đậu còn lại thì cả nhà cũng áp dụng theo cái công thức này cả nhà nấu nha. Nó như nhau hết luôn nha cả nhà. Đó, cả nhà coi em nè. Cái đậu của em nè cả nhà thấy không, rất là ngon luôn ha. Nó còn nguyên hạt, nó nứt ra nhưng mà nó không nát không bể gì hết luôn nha cả nhà. Đó, tất cả loại đậu còn lại thì mình sẽ áp dụng cái công thức này và mình nấu nha. Cả nhà có thể vào cái nhóm của em chia sẻ công thức chè và các loại món ăn miễn phí. Đó thì trong cái nhóm đó, trong nhóm đó em sẽ cập nhật thường xuyên, giống như là công thức nước cốt dừa đi. Mà em sẽ cập nhật, em sẽ ghi tay và em cập nhật thêm nhiều cái công thức nước cốt dừa khác.
để cả nhà có thể tham khảo, là em sẽ cập nhật trong cái nhóm của em là chia sẻ công thức nấu ăn, nấu chè và các loại món ăn miễn phí. Em sẽ ghi trong cái video này, cả nhà chịu khó xem với phần mô tả nha. Thì trong cái nhóm của em thì mọi người sẽ xem được nhiều cái cập nhật mới của em. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em nha. Rất là vui và sẽ ra thật nhiều video mà để cho cả nhà có thể làm cho gia đình và kinh doanh nha.